7 bí thuật sửa lỗi laptop không nhận bàn phím hiệu quả nhất. Laptop của bạn có thể không nhận một số phím hoặc thậm chí toàn bộ bàn phím. 1. Khởi động lại laptop. Có thể do một vài thành phần trong hệ thống bị dừng hoạt động hoặc bị lỗi trong quá trình sử dụng, việc tiến hành khởi động lại máy thể giúp đưa laptop trở lại trạng thái ổn định, loại bỏ các xung đột giữa các phần mềm, cũng như đưa các thành phần bị lỗi trở về trạng thái bình thường. 2. Vệ sinh bàn phím. Bàn phím laptop qua thời gian sử dụng sẽ bị bám bụi bẩn gây ra tình trạng kẹt ở một số phím khiến bạn không thao tác được với phím đó, hoặc trong quá trình di chuyển va đập làm các nối bàn phím laptop bị lỏng ra dẫn đến tiếp xúc kém và không nhận phím nữa. Dù phím bị kẹt như trên hay lỏng các tiếp xúc kết nối kém, bạn đều có thể thử tháo ra và vệ sinh phím bằng dụng cụ vệ sinh máy chuyên dụng rồi khởi động lại máy để kiểm tra. 3. Bổ sung cập nhật driver bàn phím. Bước 1. Trong ô tìm kiếm của hộp thoại Start menu, gõ cụm Device Manager và ấn Enter. Bước 2. Trong cửa sổ Device Manager, click chọn mục cây bao, ấn chuột phải chọn tùy chọn Update Driver Software hoặc chọn Uninstall để gỡ bỏ driver hiện tại. 4. Kiểm tra lại cổng kết nối. Các bạn có thể thử tùy chỉnh một vài cài đặt bàn phím để xem tình trạng lỗi phím có được cải thiện hay không. Bước 1. Đầu tiên click chọn Setting trong mục Start. Bước 2. Trên cửa sổ Setting, bạn click chuột vào tùy chọn Ease of Access. Bước 3. Tìm và chỉnh tùy chọn cây bao ở khung bên trái trong cửa sổ Ease of Access. Hộp thoại mới hiện ra ở khung bên phải, bạn tìm tùy chọn có tên Filter Keys. Tiếp theo chuyển đổi nút trượt tùy chọn ở mục Ignore or Slow Down Bright or Repeat Caster and Adjust cây bao Repeat Red sang On. 5. Phần cứng bị lỗi. Nếu như bạn đã thử mọi cách khắc phục như trên mà lỗi bàn phím vẫn tiếp tục tiếp diễn thì rất có thể có lỗi phần cứng khác bên trong, dẫn đến laptop không nhận bàn phím. Bạn nên mang laptop đến những cơ sở, cửa hàng kinh doanh sửa chữa laptop uy tín để tiến hành kiểm tra khắc phục lỗi phần cứng, bởi rất có thể máy của bạn đã bị hỏng bàn phím, đứt cáp phím hoặc một vài nguyên nhân khác liên quan đến lỗi phần cứng.